Đó, một ông già, hai ông già. Trời ơi, đã không? Trời ơi, cho hết vậy còn chơi gì nữa không bạn? Vô là chỉ trải nghiệm thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là con Đông Tà Tây Độc. Bản này là của server Trung Quốc nha. Nó phi gần như là hết tất cả luôn rồi. Full luôn tướng thần luôn. Nó có luôn cái link thâu gm nhưng mà mình sẽ không có cập nhật vào đây. Đăng ký thì chúng ta chỉ cần bấm vào đây thôi nha. Đây là mật khẩu. Đó, vậy là vào ha. Á đủ, ra được server thứ hai rồi nè các bạn. Vô server mới chơi ha. Không biết server mới nó có free không đây. Nhít nhỏ là cái. Nhiều bạn nói cái bản Việt Nam á thì nó hút máu này nọ, nên mình chuyển qua cho các bạn chơi cái bản này nó không có hút máu. Nó cũng có hút máu đó, nhưng mà do chúng ta ham nên chúng ta bị hút máu thôi, chứ ngoài ra mình thấy nó cũng không có hút máu gì lắm. Cái đại đi, đang hướng dẫn các bạn mà. Vẫn là như bản Việt Nam nha, vào là cứ chạy nhiệm vụ. Mình sẽ lướt qua cái phần chạy nhiệm vụ này nha các bạn. Ở nãy giờ mình chạy map được gần tới đây rồi ha. Cũng gần tới cái phần quan trọng là chúng ta nhận tướng và nhận kim nguyên bảo ha, nhận vàng hoặc là nhận gold gì rồi. Xin
那么你喝了你的酒，今在下能结识胡大侠。我们让新的小伙伴上阵吧，按住他的头像，扑动到正位上就可以了。前排级的放肉盾型的，皮糙肉厚，耐打能扛哟。 Đây, bây giờ chúng ta vào cái phần quan trọng ha. Nó chỉ gì kệ bà nó đi. Đâu rồi, nó nằm đâu rồi? Không phải ở đây. Nằm đâu rồi ta? Nhận đỡ này trước cái đã. Vàng là mênh mông nha các bạn. À, cái này là hoạt động mấy ngày gì nè. Này là cái túi mà phải không ta? Này là cái túi nhận đồng. Đây nằm đây nè. Quên, nãy giờ mình quên. Đây nè các bạn. Đó, thấy gì không? Full tướng thần nha. Đó, tướng đỏ không nè. Giờ bấm nhận ha. Thái chí chi đạo. Đó, một ông già. Hai ông già. 左盟主的辟邪，午夜剑派结盟，不知。trời ơi， đã không? Úi rồi ơi. Cho hết vậy còn chơi gì nữa các bạn? Vô là chỉ trải nghiệm thôi. Con nào cũng mát hết rồi. Đó, lên level 103 luôn nha. Quá trời ngon luôn. VIP 15 luôn. Giờ là vàng quá trời vàng luôn. Xiang si zhi ku 黯然销魂 Đó, trai xinh gái đẹp gì thì đem ra hết luôn. Đó. Còn một vị trí nữa. Ủa mình thủ chi nhiều vậy ta? Bỏ thằng này ra đi. Đem này vô. Không đem con nào để hồi máu luôn. Đó, quà VIP nè các bạn. Trên VIP 15 hết rồi. Rồi, kết thúc video đây nha. Video hướng dẫn nhẹ nhàng các bạn nhận vậy thôi. Còn phần còn lại là anh em muốn chơi gì chơi nha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn.
Nhớ like và share video nha. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye anh em. Vô đánh trận coi. Trời trời, đánh vậy chết hết rồi, vừa vô rồi đánh xong hết rồi còn gì nữa đâu trải nghiệm. Đi ra kiếm cái gì để trải nghiệm coi. Hình như là đánh cái này hả ta? Hay là cái này? Cũng không phải cái này luôn. Không phải luôn. À có cái này đánh được nè. Ủa nó về là đánh gì? Đồ lên tướng đỏ luôn. Dứt. Nhìn là biết thua rồi đó, nhưng mà cứ đánh đi. Kim Sơ Khoáng Vũ, Yu Mai Chi Jian. Đánh để thử coi tuyệt chiêu của nó ra thế nào. Rồi, bye bye, chào tạm biệt anh em nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích vào quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là, đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.